Thật không may, chiếc crossover cỡ nhỏ có hình dáng gai góc này không dành cho nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ. Toyota đã giới thiệu Aygo thế hệ đầu tiên, một chiếc xe thành phố cỡ nhỏ dành cho thị trường châu Âu, vào năm 2005. Vào tháng 3, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã cung cấp một bản xem trước về nơi mà Aygo thế hệ tiếp theo có thể đi. Giống như Aygo X khái niệm mở đầu, hiện tại Toyota Aygo X hoàn toàn mới đã có mặt ở đây, và mặc dù nó được quảng cáo là một chiếc crossover nhỏ gọn dành cho đô thị trên giấy tờ, nhưng trên thực tế, nó gần giống với một chiếc hatchback cỡ nhỏ. Nó vẫn sôi nổi. Mặc dù mô hình sản xuất và ý tưởng Aygo X Prologue trông giống nhau, nhưng chúng tôi thích đèn pha độc đáo, lốp xe mạnh mẽ hơn và gương kiểu dáng đẹp trang trí cho chiếc xe trưng bày. Phiên bản sản xuất X không hoàn toàn mang phong cách mạo hiểm. Mặc dù Toyota tuyên bố chiếc crossover nhỏ gọn mới được thiết kế lại nhấn mạnh sự sẵn sàng hành động và mang lại thái độ sẵn sàng đi đến bất cứ đâu, chúng tôi sẽ gọi nó là vui vẻ và để nó ở đó. Khái niệm mở đầu Aygo X. Aygo X có đường mái hình nêm mới, đèn pha hình cánh, lưới tản nhiệt lớn phía dưới và cửa kính một mảnh. Những đường gờ cản trước và vòm bánh xe nổi bật đó được cho là sẽ giúp cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng như khối lượng thấp của nó. Toyota tuyên bố X có màu trắng toàn thân nhẹ nhất so với bất kỳ chiếc xe phân khúc A hoặc B nào. Thiết kế thân máy hai tông màu là một trong những thiết kế được thực hiện một cách nghệ thuật hơn mà chúng tôi đã thấy. Được thiết kế và sản xuất tại châu Âu, Aygo X được xây dựng trên nền tảng TNGA-B của Toyota. Nó chia sẻ với Yaris và Yaris Cross, hai chiếc xe cũng không được bán tại Mỹ. Chiếc crossover hạng sang đã giảm bớt phần nhô ra phía trước và phía sau, đồng thời sửa đổi phần khung gầm phía sau. Nó dài 145,6 inch, rộng 68,5 inch và cao 60,0 inch, làm cho nó dài hơn, rộng hơn và cao hơn một chút so với thế hệ trước. Do đó, không gian chở hàng và khoang hành lý được tăng lên, mặc dù Aygo X vẫn giữ được vòng quay siêu chặt chẽ ở độ cao 15,4 feet. Một trong những loại xe nhỏ nhất trong phân khúc, chiếc crossover nhỏ gọn hai tông màu này có sẵn 4 màu ngoại thất mới dựa trên nhiều loại gia vị khác nhau, bao gồm cardamom, xanh lá cây, chili, đỏ sặc sỡ, ginger, vàng dịu và juniper, xanh đậm. Một phần trên bằng vải bạt có thể thu vào tùy chọn với khả năng chống nước và bụi được cải thiện cũng có trên menu. Đối với nội thất, nó là sang trọng nếu hơi cơ bản. Mặc dù có nhựa cứng ở khắp mọi nơi và những chiếc ghế bọc vải khiêm tốn, Aygo X vẫn mang trang trí cùng màu thân xe trên các tấm cửa, vô lăng, bảng điều khiển trung tâm và màn hình thông tin giải trí bao quanh. Các đường khâu tương phản có họa tiết chữ X độc đáo trên ghế trước và các mảng màu đen bóng bao quanh là những nét đẹp khác. Trang bị tiêu chuẩn bao gồm màn hình cảm ứng 9,0 inch, sạc thiết bị không dây, đèn chiếu sáng xung quanh, ghế sưởi và cụm đồng hồ kỹ thuật số. Bộ Toyota Safety Sense TSS mới nhất, cập nhật qua mạng OTA, Android Auto và Apple CarPlay không dây cũng có tên trong danh sách. Toyota cung cấp tùy chọn hệ thống âm thanh cao cấp JBL 4 loa, 300W và ở các phiên bản cao cấp hơn, khả năng điều hướng dựa trên đám mây. Ngoài ra còn có một ứng dụng mà khách hàng có thể sử dụng để kiểm tra mức nhiên liệu, phân tích lái xe, cảnh báo và theo dõi xe của họ. Khả năng hiển thị, chất lượng xe, thân xe và khả năng xử lý đều có những cải tiến trong thế hệ thứ 3. Trung tâm của chiếc crossover cỡ Pi là động cơ 3 xi lanh 1,0 lít sản sinh công suất 72 mã lực và mô men xoắn khoảng, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT hoặc hộp số sàn 5 cấp. Aygo X dẫn động cầu trước có thể được trang bị bánh xe 18 inch, kích thước bánh xe tăng lên so với phiên bản tiền nhiệm.
Toyota Aygo X phiên bản 2022 sẽ có mặt tại châu Âu vào đầu năm sau và mặc dù giá bán vẫn chưa được công bố, nhưng nó sẽ có giá cơ bản khoảng 20.500 đô la Mỹ khi đổi từ số liệu euro. Nếu không muốn nói là cao hơn. Một phiên bản giới hạn với chủ đề Mandarina và bánh xe 18 inch màu đen mờ đặt riêng sẽ có sẵn trong 6 tháng bán hàng đầu tiên. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.